Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Liễu Nga. Rất vui được gặp lại cả nhà trong video tiếp theo hôm nay của mình nha. Thì bữa nay á, nhà em xúc mấy cái chai này nè cả nhà, cho em chuẩn bị mà mình nấu nước mắm ở cả nhà. Đặng gần tới xạ lúa rồi, mà mình nấu nước mắm đặng nữa tới xạ lúa có cá rồi mình ủ ở cả nhà, mình ủ đặng mình nấu cho chóng cái khạp á. Đặng gần tới mùa mà vàng chừng 10 ngày nữa là có lịch xạ lúa rồi. Nên mình sẽ nấu nước mắm trước, đặng mình có dư mấy hạt rồi đặng mình ủ mà mấy con cá mình bà đặt dúi đặt nến luôn cả nhà. Mấy cái này để em xúc phẩm cũng gầy để khô cũng được mấy bữa rồi nè. Một cái chai gì là cỡ chừng 2 lít rồi nè cả nhà ơi. Xúc lửa em để đây nè. Rồi bắt đầu bữa nay em sẽ mời cả nhà cùng vào bếp làm món món gì. Thì hồi sáng á cả nhà em có giăng 2 tay lưới cả nhà ơi, kiếm được mớ cá rô nè cả nhà. Cá rô mà cá rô mấy con cá rô sống thì em để như thế này nè, còn mấy dính với thêm được dạng cái mà dinh nè, có hai cái mà dinh nè. Đầu em sẽ lựa mớ em đi mà kho lạc cả nhà ơi. Bữa nay nhà em không mà đi công chuyện hết rồi nên không có ăn nhiều nữa, kho dạy con nè. Còn mới chiều chiều nấu canh với hủ qua, sáng ăn kho lạc ăn với chấm với rau đi. Mớ mấy con cá mà nó hơi ấy nè em sẽ kho lạc, còn mấy con cá sống chiều chiều lại em sẽ mà kho với hủ qua, ở mà lộn nấu canh với hủ qua. Cái rô này cái rô đậm luôn cả nhà, cái rô em mới giăng lưới buổi sáng. Hai tay mà dính được có nhiều cả nhà ơi. Chiều chịu nhiêu đây là mình nấu canh với hủ qua mình ăn mấy con cá sống nè. Bỏ lại con này đi, nhiều quá ăn hết. Chưa chia ra làm mà ăn hai cử cả nhà. Bữa nay cha với mẹ em đi công chuyện rồi nên không có ai ở nhà nhiều nữa. Đi bữa nay chuyến này em thắng ăn nước mà là nó hơi lỏng rồi nè. Đổ rất là nhiều rồi. Mình ớt trước cho cả nhà, nắm trước cái hồi mình đi kho nó sẽ rất là ngon. Mấy hạt nêm vô. Để này mùa nước nổi cả nhà kiếm ăn lấy gai được cũng đỡ tốn tiền ra. Khi nào mà mình sẽ lúa lúc đó là cá cũng hết rồi, lúc đó thì mình mua, còn giờ mình tiết kiệm mình ăn lúa đồ ăn bậy bạ rồi mình cái nọ. Mùa nước nổi này lúc trước cả nhà là có bông điên điển nữa, mà năm nay không thấy có bông điên điển. Không có bông điên điển em đi hái bông điên điển chấm với cá phải lạc này ăn cũng ngon. Chắc này là cỡ 11 giờ luôn cả nhà, sáng giờ đi thăm lưới rồi đi đi gỡ cá rồi mẹ quay qua bằng cá này cái nọ, rồi với dẹp dọn nhà cửa rồi này kia nữa, quay qua sầu mới ớt cá nè, cá cho thấm. Đặng hồi chút nữa mình ăn mình sẽ làm kho luôn. Rồi em sẽ để đây đi, rồi bắt đầu em sẽ đi qua em lặt mớ rau cả nhà, lặt mớ rau hẹ rồi này kia nọ. Sáng em có mua được mớ bắt đầu hồi đó em sẽ chấm với rau rồi nha. Hồi sáng em có mua trái bầu nữa nè. Rồi mình sẽ gọt nửa trái mình để vô cá cho nó ngon cả nhà, cho nó ngọt. Cái bọt mở không ra luôn. Nè, trái bầu cũng non quá nè. Mà em sẽ làm nửa trái là làm nhiều quá không hết nữa. Tại vì có 2 người ăn hả? Bỏ qua đây. Cả này 3 cái đồ gãy được cả nhà ơi, nó lên giá quá trời, lên nước giật cái không có ai trồng trên, nó lên giá quá luôn. Bầu này thấy cũng ngon quá luôn á.
mình kho kho lạc cái mình để vô miếng gì cho cá nó ngon. Da này nó luộc lâu lâu mình xài là mình phải mài cái nhà ơi, mài nó mới bén được. Chứ hồi em sẽ lấy thêm về với chuối này cả nhà, với chuối này sắc chấm với mà cái có lẽ cái vườn nhà chồng luôn cả nhà, chứ vậy vui nè. Gài mấy ngày cả nhà em không có quay clip, cái này em mới quay lại nè, không cả nhà xin ủng hộ nha. Like nhiều cái nhà, like nhiều nhiều mới có động lực làm video tiếp theo được. Chú này chú dịch vui cả nhà. Chứ cái chỗ của em ở cái nhà nhiều khi cũng quay clip cũng hơi khó khăn đó cái nhà, nhưng mà em sẽ cố gắng tranh thủ à. Với dạo này em cũng hơi bận đó cái nhà, gần tới mùa lúa rồi cũng hơi bận nữa. Mình thêm rau nè, cải nè, cải này cũng ngon quá luôn rồi. Hôm qua ăn hết mớ rồi, bữa nay còn mớ nè. Mớ này hồi em sắc chung với cái chuối đó, hồi em chấm ăn luôn, chấm với cái khô lạc. Bình thường á mình trồng cải sâu còn cái nhà, mà sao mua với vàng bông nó không có sâu. Mình ăn nhẹ nó mình ít thịt thuốc á, cải nó hơi bị sâu. Còn kiểu như người ta chọn người ta phải chích thuốc mà nè, không thấy miếng sâu luôn á. Em sẽ để cải này qua đây hồi em ngâm với nước muối cả nhà, em ngâm với nước muối dẫn cho mình xả cái chất mà có thuốc lỡ như thế này có thuốc ở cả nhà, cho nó xả cái chất thuốc ra bớt để mình ăn vô cho mình độc hại nó vô, mình ăn đậu sống luôn mà. Em để đây đằng hồi em để muối vô rồi chút chút thì em rửa mà chuối đi, thì em sẽ sắc ba cái này quay qua rồi nãy em đi kho cá ăn nó bụng quá cái nhà, lúc này bụng một vậy chưa. Miếng dừa ăn thôi, mình để vô cá cho nó thấm. Nó nhỏ gì thì dừa ăn, cái bự gì. Chủ yếu là mình để vô cho nó ngọt hết cả nhà, ngọt cái nước cá kho lạc mình nó thấm vô cà vô mà bầu nè. Rồi bắt đầu em sẽ đi kho cả nhà, em vô kho đó. Cá hồi sớm thì em cũng đã ướp rồi nè cả nhà, quay qua để nước mắm vô đi kho. Bữa nay em kho lạc thành nên em kho chừng can can gì nè, đừng cho nó vừa để mình đỡ nhiều quá cái nắp đầu nó mặn cả nhà. 3 muỗng là được kìa. Cái bắt đầu để miếng nước vô. Cá mà em kho bầu ở cái nhà mình kho mình để nước cũng vừa vừa thôi. Tại vì bầu hồi em để vô nó ra nước với cá này á là nó cũng mau mềm lắm cả nhà. Cá mùa nước nổi vậy nó cũng mau mềm lắm đó. Mình bắt lên cho bếp kho cả nhà. Nó bụng quá luôn nè. Con nhiêu đây là ăn đủ rồi đó.
Giá nó sao lên này cả nhà ơi, em để bầu vô coi. Cái này mà dân mùa nước nổi này cả nhà nên nó cũng mau mềm lắm. Không gà nó kho, kho nó cũng rất là mau mềm luôn. Đói bụng rồi đó. Mình thêm miếng bầu gì nữa là ngon luôn á. Rồi mình để chuẩn khoảng chừng chút nữa là chín nha cả nhà ơi. Cả nhà ơi, mốt ra ăn cũng được, nó bụng quá rồi. Mốt miếng bầu ra. Em mốt cà rô rồi cả nhà. Cái mà Vinh ăn sợ mất cổ xương quá à. Mốt con thử con cá mà Vinh kìa. Cái mà Vinh bữa nay nó cũng mềm nè. Cái mà Vinh mới dính lưới không. Bữa nay thôi không có ăn nhẹ cho nên em kho ít thì cũng kho vừa ăn cả nhà, có nhiều quá ăn. Ôi, nó bụng quá luôn. Chắc mẹ mình bụng một nhiều mấy luôn rồi đó. Thôi mời cả nhà ăn cơm sáng cho em nha, mà giấc này là hành cơm trưa luôn rồi cả nhà ơi. Thử miếng cá nè, cái đầu à, thử cái đầu à. Mời cả nhà nha, ngon quá. Ngon cả nhà ơi. Cắm thêm miếng rau vườn á, kẹp thêm miếng chuối nha, tắm dùng miếng nước mắm của các hồi lạc, ngã bụng quá. Ăn thử miếng bầu của nhà ơi, bầu là gì? Bầu gì chín vừa chín tới này mày ăn gì mới ngon. Cái mà dưng cỡ này nó mềm á cả nhà, mềm cũng ngon lắm luôn. Giờ bữa nữa mà nước cạn nó giật là nó cứng, nó lại nước nổi nè, cá mà dưng nó mềm. Thì cả nhà hãy gửi miếng cho em xin một like với một đăng ký kênh ủng hộ cả nhà để theo dõi những video tiếp theo của em nha. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều.